làm gì vậy? Làm gì vậy? Tay của ra đi. Chuyện giữa tôi và cổ liên quan gì đến mấy người? Thôi mau đi đi. Họ là bạn học của anh hai em ở trường cảnh sát đó. Không có gì đâu, ảnh là bạn của mình thôi. Phải rồi, nếu là bạn hay là ngồi xuống nói chuyện đi. Phải rồi, bạn đang có mang không thể đứng lâu. Để mình đỡ bạn lại đây ngồi nha. Nè, qua bên kia ngồi đi. Phải rồi, nếu chúng ta là bạn bè, qua bên kia ngồi xuống từ từ nói chuyện đi. Hay là qua bên kia ngồi chung. Trời ơi, cẩn thận. Tất cả không được cử động. Cậu, qua đây. Cẩn thận. Lẹ đi. Anh muốn gì? Qua bên kia khóa cửa lại. Có phải cuộc dở trò không? Nhanh lên. Bình tĩnh nha, bình tĩnh. Bình tĩnh đi. Tất cả đều hết cho tôi. Chúng tôi là học viên cảnh sát, chúng tôi hợp tác với anh sẽ không làm hại cho cô đâu. Mấy người ồn đủ chưa vậy? Giờ chúng tôi có 10 người ở trong này. Anh uy hiếp bạn của tôi cũng vô ích thôi. Anh thả bạn ấy ra đi. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói có được không? Cậu câm miệng đi. Chi? Anh vì em làm bao nhiêu chuyện rồi? Tại sao em không chịu theo anh đi? Em không muốn nhìn thấy anh thật sao? Có phải em muốn con vừa chào đời đã không có cha không? Anh làm như vậy là phạm pháp, sẽ bị người ta bắt ngồi tù đó. Làm sao anh có thể lo cho em và con được chứ? Anh xin lỗi nha Chi. Bây giờ anh kiếm được một ít tiền đã đủ cho anh và em cùng con sống hết nửa đời còn lại. Lúc nào anh cũng ích kỷ như vậy hết. Không bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của người khác. Anh có nghĩ hôm nay anh bỏ em đi em đau khổ lắm không? Thà anh bỏ đi luôn đi, đừng bao giờ trở về nữa. Anh phải nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu đi? Một lần thôi, anh chỉ sai có một lần thôi. Tại sao em không cho anh cơ hội sửa đổi? Anh đừng làm bậy, anh bình tĩnh đi. Anh Lạc à, cơ hội không phải là người ta dành cho anh đâu, mà phải tự mình giành lấy. Hôm đó anh không trân trọng em, một mình bỏ đi cho xong. Anh không trân trọng em mà đi ăn cướp. Anh kêu em làm sao mà tạo cơ hội cho anh được. Thực chất anh không có tư cách. Sếp, tôi là học viên cảnh sát Trung Lập Văn. Lúc nãy là tôi báo cảnh sát. Tình hình trên đó thế nào? Trên đó có một tên cướp cầm dao 9 con tin. Một người là mang thai, 3 người là khách, còn 5 người là bạn học của tôi. Trong trường cảnh sát có một người bạn học của tôi đã mở điện thoại di động nên tôi biết tình hình bên trong. Bây giờ tình trạng của tên cướp vô cùng kích động. Chuyên gia đàm phán đang trên đường tới, giữ liên lạc với họ. Kêu họ đừng bao giờ hành động lỗ mãng, nghe lệnh của tôi, có biết hay không? Tổ A phụ trách hành động, tổ B phụ trách chuyện. Yes sir. Anh Tuyền, nhà Lập Văn, chuyện gì mà nói nhiệt có nhiều cái xấu quá vậy? Trên lầu có một tên nhóc uy hiếp em gái anh và đám người của Cường đó. Anh ngu lắm. Anh tưởng là kiếm được số tiền lớn thì có thể cùng với em sống hết nửa đời còn lại, nhưng mà không có cơ hội rồi. Tại sao anh nói anh không có cơ hội chứ? Bây giờ anh còn rất trẻ mà. Chỉ cần anh chịu nhận lỗi, sửa đổi, sau này anh sẽ có rất nhiều ngày tháng tốt đẹp, có đúng không? Không có đâu. Tôi bị ngồi tù, tôi không thể nào quay đầu lại. Sao anh lại nghĩ như vậy? Anh coi Mẫn Chi kìa. Tại sao không có tương lai chứ? Tương lai của anh và cổ chính là đứa con của hai người. Lúc nãy cũng chính miệng anh nói anh không muốn khi con anh chào đời không có cha. Tại sao anh lại buông thả bản thân? Đi đây, bỏ con dao xuống, tự thú đi. Anh cũng không muốn tổn thương người anh thương nhất mà, có đúng không? Anh Lạc à, anh vì con của chúng ta, anh bỏ dao xuống đi. Sao chứ? Em và con sẽ chờ anh về. Đi. Biểu hiện tốt lắm. Cũng may bạn báo cảnh sát thôi. Chúng ta là những cảnh sát tương lai mà. Đi. Đây. Đây. Yên tâm đi em, sẽ không có gì đâu. Rất tốt. Học viên cảnh sát mấy người làm rất tốt.
Hy vọng sau này khi mấy người tốt nghiệp chúng ta có thể làm việc chung. Thank you sir. Yeah. Jack. Ê, cậu không sao chứ? Không sao. Mình đã đoán được tứ ly tứ phá, đại sự tất dụng, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, chứ không ngờ lại xảy ra trên người của mình thôi. Theo mình, cô Mai lần này bách kiều khôn ngoan, sau này tốt nghiệp chắc chắn có thể trở thành chuyên gia đàm phán đó. Còn mình thấy Lập Văn rất thông minh, cũng may bạn ấy tới kịp, còn biết nội ứng ngoại hợp, báo cảnh sát, nếu không chẳng biết tính sao. Cũng giờ bách kiều thông minh mở điện thoại nên Lập Văn mới biết tình hình ở bên trong thôi. Thôi đừng tranh cãi nữa, tóm lại lần này hợp tác vui vẻ. Yeah. Nè, tại sao chụp hình chúng tôi vậy? Chúng tôi là ký giả của nhật báo Đại Thành đó, không biết có thể phỏng vấn các vị không? Vậy ngày mai tụi mình được lên báo rồi, hay là tụi mình chụp thêm vài tấm nữa đi. Cũng may là thường ngày chúng ta được huấn luyện kỹ, Lâm Nguy không có rối, nếu không thật tình không biết tin sao.